Chuyện này là sao, cô biết đúng không? Nếu là yêu thú của tộc sâu thì không thể từ chối lệnh của cô ấy. Không thể từ chối lệnh của cô ta, đó là ai? Ngươi như vậy nắm lấy lão nạp không sợ lão nạp đánh ngươi một trận. Đừng nói nhảm, ấu nương bị bắt đi đâu rồi, cô nhất định biết. Ta biết ngươi rất vội, nhưng nhện tiểu muội bây giờ chắc chắn không có nguy hiểm. Yêu thú mang cô ấy đi từng là nữ vương của tộc sâu. Lão nạp có thể dẫn người đi gặp họ chẳng qua vừa đúng, thừa cơ hội này, lão nạp bàn một điều kiện với ngươi đi ta đồng ý, bây giờ lập tức dẫn ta đi gặp cô ấy. Vậy mà hỏi cũng không hỏi đã đồng ý rồi. Ha ha ha. Nên nói ngươi ngốc hay là nên nói ngươi có tỉnh đây. Nói như vậy đi, bệnh biến của tầng 2 từ trong ra tới ngoài, vấn đề này lão nạp cũng không thể tự mình giải quyết. Cho nên tiểu tử, chỉ cần ngươi đồng ý giúp lão nạp cùng đem nguồn ô nhiễm này xử lý, thì lão nạp dẫn ngươi đi tìm tiểu nha đầu đó. Ngay cả thực lực của ngươi đều không giải quyết được cái thứ nguồn này rốt cục là ai, nguồn đó là Diệt Ách sao? ngay cả diệt ách đều biết rồi linh nữ thật là bị ngươi chơi đến thấu nha một giấc mơ thang trời cũng chỉ gặp được bảy tám phần vậy thì ngươi còn dám đồng ý hay không vừa đúng ở trong yêu hoàng lăng đỡ mất công ta đi tìm hắn nữa tiểu tử tốt có chút trí khí lão nạp cũng bắt đầu thích ngươi rồi chỉ là người của bây giờ đi đối mặt diệt ách chẳng qua là thêm một đệ thức ăn mà thôi ngươi phải theo kịp trình độ của lão nạp mới được để lão nạp dẫn theo ngươi nhanh chóng trưởng thành đi lão nạp rất kỳ vọng ngày ngươi có thể thỏa mãn lão nạp sao đột nhiên cảm giác hoàn cảnh của mình càng nguy hiểm lúc này bên phía ấu nương a à hạ con gái của ta đây là đâu bà bắt ta đến phải không a à đau quá con gái a à, chú ý cách dùng từ của con là ta dẫn ngươi đến đây a à, thứ bây giờ ngươi làm chính là chiếm tiện nghi mà a à hạ nói con không quen ta sao ta là vua của tộc sâu a à. con là dân của ta tự nhiên phải tôn sưng ta một tiếng mẫu thân mật hoàng kim mà ta sản xuất ra không có tộc sâu có thể từ chối mùi hương tuyệt mỹ đó con đã hấp thụ qua mật hoàng kim còn chưa nghĩ ra lòng kính yêu đối với sâu vương trong huyết mạch của tộc sâu sao chỗ này không giống bên ngoài nhiều đồ ăn quá nha hoàn toàn không có tôn trọng con gái đừng làm lơ vi nương ấu nương dù có đồ ăn cũng không quên lời phong hạ chủ động tấn công vua trùng tộc con gái ngươi đây là làm gì a à hạ nói qua bất luận là ai muốn chiếm tiện của ta cho dù cho ăn cũng phải đánh a à hạ chính là thằng nhóc thối lúc nãy ở bên cạnh con sao con tin lời của hắn như vậy con nhện đen ngọc nhỏ này vậy mà có thể không bị ta ảnh hưởng là vì tiểu tử tên a hạ đó a hạ là người tốt nhất trên thế giới này ta đương nhiên tin hắn thì ra là vậy vậy mà có hai loại huyết mạch khác nhau này chẳng qua cô ta búng tay một cái ấu nương liền bị tẩy não hoàn toàn mất khống chế tham kiến mẫu thân đại nhân không còn huyết mạch thứ nhất dễ chịu bản thân ngươi khống chế nữa đến đi đến đi để mẫu thân thương yêu con mà tên heo lấy con gái ta ta không tha cho hắn hát gì chẳng lẽ là ấu nương nhớ ta rồi tự mình đa tình trên đường không hạ giải thích với mọi người chuyện của mình trong mộng tri quốc cũng đem chuyện của diệt Ách nói với mọi người chẳng qua là liên quan đến quá khứ của lão tổ trần hải lúc chưa trải qua bản thân lão tổ đồng ý vẫn là giữ bí mật chúng ta đến rồi phía trước chính là con đường phải qua để đi tìm nhện tiểu muội chỗ này là tôn của người giữ lăng hoàn toàn khác với những nơi bị ăn mòn khác ấu nương đừng sợ Ta đến rồi, ai ia, chỗ này sinh cơ đầy đủ, khác với bên ngoài, dùng móng tay nghĩ cũng biết nên có kết giới chứ. A Di đà Phật, cay mắt thật, không có nữ nhân thì không còn não. Đại sư, chỗ này rốt cục là nơi nào? Đồ nhỏ hỏi tốt lắm, chỗ này là trung tâm của Hoàng Lăng tầng 2, cũng là nơi duy nhất có người, đồ nhỏ, hừ, có người đến kìa. Mộ thần tiểu nhi, người còn có mặt mũi trở về. Lần này Mộ thần dẫn nhiều người như vậy về. Ha ha, lão nạp cũng cảm thấy bất ngờ ý, hai người này. Quen mắt quá a à. Chàng trai mở cửa kết giới ra cho mọi người vào trong. Mau vào đi. Không thôi ô nhiễm ở bên ngoài sẽ lan vào đó. Những đứa trẻ theo ở phía sau là. Những bạn nhỏ đáng yêu Hoàng Lăng tham gia du viên hội. Chúng ta ở chỗ họ là ấn tượng như thế này sao? Thở dài một cái rồi chàng trai bỗng bay đến với tốc độ rất nhanh, tấn công mộ thần. Xem xem bộ dạng của tầng 2, tên này ngươi thật là không phân biệt được nặng nhẹ. Nói rồi hai người giao thủ với nhau 7749 hiệp không phân được thắng bại. Uy lực của hai cao thủ pháp tương cảnh đánh nhau cũng khiến những người xung quanh cảm thấy áp bức. Lúc mộ thần tiên bối và mình qua chiêu, hoàn toàn không có động thật. Lâu như vậy không qua mấy chiêu với ngươi, công phu của ngươi thật có hứng. Nhưng trên tu vi vẫn mãi không thay đổi a, à, qua hai lần chiêu thì cảm giác mới mẻ của lão nạp lại bị làm mất rồi. Thiên phú của ta chỉ có thể dừng bước ở đây rồi, cô chẳng phải cũng không có tiến bộ sao? Bỏ đi, đừng nói xa xôi nữa. Cô phải giải thích thế nào về hiện trạng Hoàng Lân tầng 2 với ta? có còn nhớ hẹn ước lúc trước của cô và bọn ta không? Điểm này lão nạp cũng cảm thấy kỳ lạ, lối vào rõ ràng luôn được canh giữ, có lẽ không phải bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng nếu là bản thân phong ấn của cái thứ ở tầng 3 xảy ra vấn đề, cũng không đúng a, à, phong ấn có lẽ vẫn là nằm trong thời gian có hiệu lực. Nếu cô ở tầng 2 ô nhiễm không đến mức khuếch trương nghiêm trọng như vậy, chuyện của quái vật đó không có gì là tuyệt đối không thể, nói chung làm xong dự tính xấu nhất đi. Lão Bắc, bình tĩnh. Nhóc con tiểu Bắc, quả nhiên là ngươi. Vậy tiểu hữu này, ngươi là ai, vì sao biết tên lúc nhỏ của ta, là mộ thần nói ngươi biết. Còn có, nước mũi của người sắp rơi trên người ta rồi, trong thôn nước ít, mong tiểu hữu, xa một chút. Tiểu Bắc, lớn lên rồi trở nên trưởng thành không ít à. Không còn là thiếu niên thích xem quần lót nữa rồi. Mong tiểu hữu đừng nói bừa, ta thân là thôn trưởng một thôn, thân mang trọng trách, tiểu hữu đùa như vậy, thật không thích hợp. Tiểu hữu, cậu tuổi không lớn, sao lại biết chuyện lúc nhỏ của ta? Phải đó, thang trời chỉ là một cảnh mơ mô phỏng chúng ta trong hiện thực vốn chưa gặp qua phải rồi nếu tiểu bắc cậu còn sống vậy nữ hoàng bị hạ có phải cũng a à, tiểu hữu đang nói gì không không có gì là ta tự mình lầm bẩm mà thôi chẳng lẽ họ cũng giống với người bên ngoài đều không có ký ức liên quan đến lăng vân rồi sao nói lại chuyện của đám trẻ này đi họ đều là những người qua thí luyện của thang trời ta dẫn họ đến là có việc tìm ngươi việc gì chúng tôi vừa đến tầng 2. thì sâu vương ra tay bắt đi vợ tương lai của thằng nhóc này ý ý có thể nào thả họ vào trong thôn đến chỗ sâu vương đòi người không mái nhà rột vừa lúc mưa đã đến sâu vương bên đó đã trầm tịch lâu như vậy sao cũng bắt đầu hoạt động trở lại rồi tuy có thể hiểu được tâm trạng các người muốn cứu bạn trở về nhưng rất xin lỗi các người không thể trực tiếp đến tầng ba nơi của sâu vương dựa vào cái gì không được vô duyên vô cớ bắt người của bọn ta không giao ra còn muốn ngăn bọn ta cứu người không thành mau giao đại nhân nhện ra đây không không thì con người không đánh lại được nhiều yêu cảnh nguyên đan bọn ta đâu hai con yêu bị ép phải kinh doanh. Tiểu yêu thú bây giờ đều tự tin vậy sao? Ha ha, tuy nói các người hợp lại cũng không phải đối thủ của ta, nhưng tao quả thật không phải có lòng ngăn các người. Để ta giải thích một chút về thiết kế yêu hoàng lăng tầng này với các ngươi đi. Muốn vào thôn vào tầng 3 thì phải đốt sáng bốn ngọn đèn thần tịnh hỏa bên ngoài thôn người trong lăng trước. Mỗi ngọn đèn đều có người giữ lăng khác nhau canh giữ. Tuy là bốn ngọn đèn thần, nhưng yêu cầu thử nghiệm của đèn thần đều như nhau. Thuyết phục người giữ lăng để các người thông qua coi như thành công, đèn thần cũng tự nhiên sẽ sáng lên. Đơn giản như vậy. Đương nhiên chỉ đơn giản vậy, đốt sống toàn bộ đèn thần mới có tư cách vào tầng tiếp theo. Nếu các người đã đến đây đều là nhằm vào ngôi vị yêu vương đến nhỉ, đốt sáng đèn thần còn có được phần thưởng chân chính của tầng 2. Công pháp tu luyện cấp huyết mạch yêu vương chân chính mà các người muốn đều ở trong thôn, có lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh của các người rồi. Công pháp huyết mạch cấp yêu vương. Cậu thấy thế nào? Bất luận thế nào, chúng ta bây giờ đều cần vào thôn, xông vào là không thể rồi, cảnh giới của họ vượt xa ta nếu đối phương đã chuyên môn thiết lập song hố không thể không nhảy vậy thì nhảy thử xem đi bất luận là bạn hay là hồ chim hai tê tiện đường các tộc yêu vì công pháp yêu hoàng cũng chắc chắn sẽ dốc hết sức bây giờ chính là vấn đề chia tổ rồi